chắc chị vào xem live chia sẻ bài giúp em nha. Chị vào chia sẻ bài giúp em với. Hai buổi là trưa và chiều trưa và chiều đi học thêm đúng không? Không, trưa về ăn cơm xong nghỉ trưa cái 1:30 đi học tiếp, chiều 4:30 về nước về. Ủa, đi ngủ nha, ngủ đi mẹ lại chứ. Chị nó ngủ ngoài, phòng trà rất quy đúng không? Đúng, trà rất quy đúng rồi. Chia sẻ like giúp em nha các chị. Dạ con thấp luôn rồi, con nó ngủ luôn. Thôi ngủ đi, để like nè, cho mấy cô xem like nè. Em chào các chị. Các chị chấm bài cho em chào với. Các chị chấm bài cho em chào với nha. Cho em 1 phút em chia sẻ cái nha mấy chị. Mấy chị cho em xin dấu chấm với. Rồi hôm nay tiếp tục em lên hàng và một số hàng em sẽ like, em sale tiếp nha mấy chị. Tiếp tục em sẽ like hàng mới và sale hàng cũ. Chia sẻ bài giúp em nha. Rồi hôm nay em tặng tiếp cái đồng hồ này nè. Đây, Hello Kitty, dễ thương lắm mấy chị. Cái này về cho mấy bé nha. Đó, dễ thương ha. Dây nó là dây dây nhựa, mà dây này là nhựa tốt. Đây, về thay pin là chạy bình thường luôn á mấy chị. Về thay pin là chạy full tư nhé. Chia sẻ bài giúp em, chấm chấm bài với em với. Mấy hôm nay nói chung em hơi bận mấy chị. Thành ra mấy chị có nhắn gì mà em chưa trả lời, mấy chị đợi giúp em nha. Đây, đầu like em lên một cái nhẫn. Đây nè mấy chị. Nó có mã số ha. Mã code. Size nó là size S, là size nhỏ, size nhẫn nhỏ thôi. Đây, nhẫn hiệu của nó đây. Đây là hàng hiệu châu Âu mấy chị. Nó là màu vàng hồng. Đây em đo cái ly. Đây, ly tay của nó là 16, 16 nha mấy chị. Ly tay 16 nha. Full hộp luôn. Đó, full hộp luôn. Ở đây nó có khắc chữ S nè. Đó, ở đây nó có khắc nha. Vàng hồng, đẹp. Em bán chiếc này 200k full hộp nha. 200 full hộp. 200. Full hộp mấy chị, 200. Hello chị Yến Minh. Các chị chia sẻ bài giúp em nha. Em chuẩn bị cho mấy đứa nhỏ đi Vũng Tàu chơi. Ra em sẽ like hôm nay rồi ngày mai em chốt đơn em gửi đi hết. Rồi em sẽ ốp vào ngày thứ năm, thứ sáu. Thứ bảy em về mấy chị. Thứ bảy em về ha. Thứ bảy em về, nói chung em sẽ tranh thủ sẽ lên like vào tối thứ bảy. Này, bây giờ lên cái gì cho mấy chị? Mấy chị thích lên cái gì, em lên trước cái gì đây? Em có mặt dây sapphire nè. Cái này là
Sapphire mấy chị. Sapphire. Cái viên Sapphire này nó là vô hàng mới em về nhiều lắm, nhưng mà những cái hàng mới này sau này em phải về đi kiểm định. Nó 7 ly 7 nè mấy chị, 7 ly 7. Mấy chị nào muốn 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 xem hàng em chuẩn bị đi kiểm định không, để em lấy cho mấy chị xem. Đây nó là Sapphire nè mấy chị. Sapphire. Sợi này em bán 500 nha. Cái dây thì đi kèm thôi, dây nó không khắc gì mấy chị, em bán cái mặt thôi. Mặt trong đây nó có khắc nè. Nó có khắc số gì trong đây nè nha mấy chị. Đây nó nhỏ quá em không thấy. Em bán cái viên Sapphire 500k viên này. 500. Hello chị Jessie. Để đây em tháo cái mặt này ra cái nó vướng. Mấy chị thích lên gì báo em nha, em sẽ lên cái đó trước. Còn mấy cái hàng em mới về á, em phải đi kiểm định. Đây, cái mặt nó như gì nè mấy chị. Đẹp ha. Đây cho mấy chị xem Sapphire. Cái mặt nó chỉ có dấu vân tay em thôi, chứ nó không hề chày giống vị hay gì hết á. Đây nè mấy chị. Rất là ánh luôn á, đẹp lắm. Nó cắt giác. Nó là mấy chị nhìn đó, nó là màu đen, nhưng mà nó là ánh ánh xanh đó mấy chị. Ánh xanh ha. 500k em bé. Cái viên này là 500 nha. Sợi dây nó thì nó chỉ là đây, xanh nha, Sapphire xanh. Nó gọi cái màu xanh này là xanh hero gì đó. Thường Sapphire là nó màu này không đó mấy chị. Mấy chị lên tương tác bài giúp em với nha. Đây. Chuẩn Sapphire luôn đó mấy chị. Mặt nó rất là xinh ha. Em bán sợi này 500. Viên Sapphire này cũng to lắm mấy chị. Nếu mà bán viên lẻ thì nó hơn á. Về cái này nó về trong cái kiện của em 7 ly 7 á. Rồi viên này 500 nha. Chị nào lấy viên này thì lên mã giúp em. Đây hàng em mới về đi nè. Em lựa ra để em đi kiểm định. Giờ để cho mấy chị xem trước. Đây nè. Cái này thì bạc chắc rồi, em không kiểm định. Đây. Ở bên trong nó là một viên opal mấy chị. Opal ha. Đó, opal này lửa rất là nhiều luôn á. Nó có một viên to, một viên nhỏ, một viên trắng, một viên xanh. Đây cho mấy chị xem opal. Đó. Một cái viên opal này bình thường mà nó to to mà nó như vậy á, bán lẻ cũng 200k rồi đó mấy chị. Để nó đẹp. Đây nó có khắc silver 925 nè. Viên dây. Chị nào lấy em ba em bán sợi này là 500k, 500 cả dây lẫn mặt là 925 hết nha mấy chị. Và có viên opal trong đây nữa nè, một viên opal 500. Đây em về cái hàng này. Hôm trước em đóng vỉ cái tô bát á. Đây nè. Chị nào có muốn mua tô bát mà không đóng vỉ không? Mua tô bát không đóng vỉ thì em có một viên phía ngoài nè. Em đây. Cái này em chưa đóng vỉ. Viên này to. 15.7 nè. Dạ em chào chị yêu lại. Đó, cái viên tô bát ha. Rồi, để em cho mấy chị xem mấy cái hàng. Cái này em chưa, mấy cái hàng này em cho mấy chị xem cái này là em chưa bán nha. À em chào chị Trang Lưu. Cái hàng này em chưa bán nha mấy chị. Đây. Một cái mặt Sapphire. Sapphire này á mấy chị, thấy nó màu hồng không? Mấy chị trội đèn vô nó sẽ ra màu đỏ ruby luôn á. Nhưng mà cái màu thực chất của nó là nhìn phía ngoài nó là màu xanh mấy chị, màu xanh ha. Đó. Em về một bộ gồm cái mặt và cái nhẫn đó. Cái này em đi kiểm định. Mấy chị xem chia sẻ bài giúp em với. Em tương tác nha. Cái đồng hồ ở trên mặt quay là em tặng đó mấy chị. Cái đồng hồ đó em tặng nha.
một đá một một mớ đá thạch anh tím nè. Thạch anh tím đó là thạch anh tự nhiên hết á. Mấy chị chia sẻ bài giúp em đi, em lên cái mã tặng nó cho mấy chị. Đây là một cái mặt ngờ nè, mặt ngờ. Cái phần trên đây á thì nếu mà không kiểm định á thì em nghĩ nó là bạc, nhưng mà ở đây em thấy nó có khắc cái chữ mờ mờ ở đây nè, giống như chữ K gì đó, không 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 thấy rõ, nên em sẽ đi phổ vàng. Cái này em đi phổ vàng đó. Cái này ngờ nè, cho mấy chị xem vân ngờ nè. Đó, vân đó mấy chị. Đó, hàng em mới về. Nhẫn ni 22 hả? Dạ không có chị, ni 22 to quá, em không có. Còn đây là một cái mặt. Đây, bằng xà cừ. Khung này nó cũng là khung khung bạc hoặc là vàng thôi. Cái này em đi kiểm định luôn. Những cái nãy giờ em cho mấy chị xem là em sẽ đi phổ vàng kiểm định hết. Về rồi sẽ online sau ha. Hai chiếc nhẫn nữa nè, đẹp lắm. Rồi em khoe hàng xong rồi đó, giờ bắt đầu em like hàng của em nha. Dạ đúng rồi, ngờ với san hô đen chị, ngờ với san hô đen. Chị Trang Lưu có thích san hô không? Em có một sợi san hô nè, san hô khói vàng. Nhưng mà ngờ với san hô đen hai cái đó là đen, nó rất là tốt luôn đó chị, mang nó rất là tốt luôn á. Đây em có một sợi san hô đen phối vàng nè. Viên san hô này to nè. Ở đây nó phối có 6 viên vàng. Cái khóa này á, là khóa vàng á, rồi bị cắt. Nó gắn cho mình cái khóa bạc lại rồi mấy chị. Về mấy chị ấy thì làm khóa lại nha. Mình lấy một cái khóa bạc xi vàng hoặc là được thì mình làm luôn khóa vàng luôn. Đây. Sợi này em bán 700 nha, 700, 700. Ở đây là 300 tiền vàng rồi nè mấy chị. 6 viên bi vàng hả? San hô 400 thì rẻ lắm đó. Rẻ hơn san hô đen. Ở đây em có một sợi đá này nè, mà em không biết là đá gì. Em có hỏi mấy chị thì có nhiều chị bảo là nó giống như là sapphire nước đó mấy chị. Nó gọi là sapphire nước đó. Mà em không biết nó chắc là sapphire nước hay không. Em bán tù nha. Em bán sợi này 300. 300. Chị nào mà biết đá này nếu mà đúng là sapphire thì chốt nha. Sapphire nước. Nhưng mà không không chắc nha mấy chị. Không thì mấy chị có ai biết hello cô Mai Hàng. Mấy chị có biết đá này đá gì không? Nó không phải lapis đâu mấy chị, nó không phải lapis đâu. Đây nè, cái lắc bạc nè. Em đi làm mới lại rồi mấy chị. Mới tinh luôn. Mới ghê không? Sáng sáng bưng luôn á. Cái lắc này em bán 350 nha, 350. 350 cái lắc này. 350. Lắc này dài. Cái thước đo rồi em đo cái lắc kìa. Nó khoảng 20 mấy chị. Tính luôn khóa là khoảng 20 á. 20. 10, 19, 20 gì đó. Nếu mà gắn cái khóa này vô rồi, nó khoảng còn 19, 20. Rồi, 350. Một cái lắc bạc 925 nha mấy chị. Một cái lắc bạc 350. Chăng lưu kiếm cái nhẫn 20 đúng không? Để em cho mấy chị xem cái lô nhẫn nè. Nhẫn 20. 20 to quá. Để em kiếm coi. 16 tháng 6.
những bạc ha chị Trang Lu ơi, chị tìm những bạc đúng không? Những bạc chị đợi em. 22 hả? Ồ, 22 to. Đây, đôi nhẫn của em. Đợi em nha. Em tìm xem có chiếc nào 22 không. Đây là những hiệu của chị, những 4C. Hiệu của nó đây nè. Là cái này nè. Kiếm chiếc nào 22. 16, 17 không à? Không có rồi chị ơi, nhẫn này toàn tay em bé không à. 17, 18 là to nhất rồi. Rồi, em không có đi 22 rồi chị. 17, 18 không à. À, dạ em không có. Em muốn cái à, không chị đợi em xíu. Em có một chiếc. Đem ngón cái, đem ngón cái. Đợi đợi đợi. Chiếc đó đâu ta? Đợi em xíu nha. Bây giờ để ở đâu rồi? Đợi đợi em xíu để em nhớ rồi cái chiếc đó em để đâu rồi. Em có một cái chiếc mà cái hình trái tim, nó vừa làm mặt dây mà vừa làm nhẫn được luôn á, ly nó to lắm. Thôi chị đợi em xíu nha, chút nữa em tìm có em lên cho chị. Rồi ở đây em có hổ phách này mấy chị ngọc ha, hổ phách ha, mặt oban. Đây cái mặt oban này hôm nay em sale còn 300k nè, 300. Cái mặt oban rất là lửa luôn, nó là 925 luôn mấy chị, 925 nha. Đây ở đây có khắc 925 nè. Rồi, một cái viên oban, đây em cho mấy chị xem lửa của oban nè. Đây. À. Cực kỳ đẹp ha. Viên này rất là đẹp luôn mấy chị. Lửa tung tóe luôn. Lửa từ trước ra phía sau luôn nè. Đó. 300k cái mặt này mấy chị. 300 cái mặt oban này. Đẹp, mặt oban nó đẹp lắm mấy chị. Rất là đẹp. 300. Em có cái mặt tóc nè. Trong trong veo luôn mấy chị, trong ha. Đó, rất là trong. Ở đây nó có khắc khắc gì ta? Để em xem coi. À, 18 kgb. 18 kgb. Đây. Cái mặt tóc này em bán 300k, 300 nha, 300. Sale luôn đó mấy chị. Hôm nay em bán sale nha. Đó. Mặt tóc mà to như vậy mấy chị mua giá nó cũng hơi cao á. Thường thường tóc vàng nó đắt lắm mấy chị. Đây. Cái mặt này chiều dài của nó là 27 nè. Không tính chốt nha, em đo không tính chốt. Chiều ngang của nó là 22. Đó, còn mà ngang và phía cuối luôn á. À, cũng cỡ đó. 22 22 mấy thôi. Cái này em bán 300 nha, sale còn 300. Em sale á. Còn 300. À, em chào chị Thủy Nguyễn ạ. À, em chốt cái này cho chị 300 ha. Em cảm ơn chị Thủy Nguyễn. Chị mở hàng giúp em. Đây, đẹp lắm chị. Trong veo luôn á. Cái này là vân vân bên trong đá nha, không phải chày bên ngoài đâu. Đó, vân mây bên trong á, cái này cũng vậy nè, vân mây bên trong đá hết. À, chị chấm inbox giúp em. Bên em chuyển khoản đi hàng, không ship code, không có cọc gạt hả chị? Này là của chị Thủy nè. Dạ em cảm ơn chị. 300.
Rồi, ở đây em có một cái mặt hổ phách, nó rất là trong 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 mà đây mấy chị thấy được cái ngón tay phía sau của em luôn nè, đó nở hoa. Cái khóa của nó là K18, cái này em có phổ giấy phổ ha, đây, cái này em có giấy phổ mấy chị, đây em sale cái này còn 700k nha, 700. Một cái mặt hổ phách hoa chốt bằng vàng 700. Đây em có hai mặt nha, mặt đó và mặt cái mặt tròn này. Mặt tròn này thì nở hoa nhiều hơn nha, nhưng mà cái độ trong mà bóng thì nó không bằng này. Đây em so hai mặt cho mấy chị xem, nhưng mà độ to thì nó to hơn. Còn cái chốt của nó thì nó là bạc với vàng. Vàng thì nó có bao nhiêu phần trăm á, ở trong giấy phổ em có ghi em quên rồi. Nó là chốt vàng và bạc. Cái này em cũng bán 700 nha. Thì nó to. Hai mặt đều 700 á. Mấy chị lấy thì mấy chị lên mã giúp em mã số 1 hoặc mã số 2 nha. Cái khóa vàng là mã số 1, còn cái khóa bạc là mã số 2. Cái màu nguyên thủy của nó là màu này luôn nha mấy chị. Vì cái này là em đi ra tiệm em đánh lên á thì nó là màu vàng á. Nó là màu vàng á. Vàng nhạt nhẹ. Rồi. Đây em có một cái cụ tỳ hưu nè. Cái này là để xỏ. Rồi, chỉ có một lỗ thôi. Cái này là để xỏ. Dạ em cảm ơn chị Thủy Nguyễn. Em chào chị Nguyễn Nhi. Chị Nguyễn Nhi đợi em xíu nha. Đây, tỳ hưu này em không biết là đá gì. Chung là cũng nhẹ nhẹ, không biết phải hổ phách không. Không biết phải hổ phách không nữa. Chung nó là nó cũng hơi nhẹ nhẹ. Em không biết, em bán đại nha. Em bán 100k. Lên mã tỳ hưu giúp em nha, 100 tỳ hưu. Bông tai chị Nguyễn Nhi để em nha, em kiếm bông tai cái. Đây bông tai hay bên đây chứ. Đây em có cái bông tai này là bằng bạc nha chị, bạc bạc bọc vàng, hai viên bi, hai viên chai màu hồng, hai viên chai hồng ha. Phía sau của nó như thế này, rất là đẹp. Đôi này rất là đẹp ha. Đôi này em bán 300k, 300. Đôi này thì đẹp. Đây 300 đôi này ha. Còn đôi này thì là chai trắng chốt bằng bạc luôn. Đôi này thì em bán 180 nha. Cái viên chai của nó to 6 ly 9. 6 ly 9 nha chị. Đây nó là bông sỏ gì nè, 180. Nên mãi với em 180. Đây em có cái mặt hồ ly tóc vàng nè. Đây hồ ly tóc vàng. Cái mặt này thì em bán 300k nha. Hồ ly tóc vàng. Đây tóc rất là nhiều tóc nè mấy chị. Mở cái đèn này mấy chị thấy không rõ đâu. Khung nó là khung bạc mấy chị. Đây em soi vậy mấy chị mới thấy được tóc. Đây em chào chị Liên Châu. Đồng hồ đó hả? Để em xem. Có 8 chị rồi. Rồi mấy chị lên mã đồng hồ giúp em đi, em tặng cái đồng hồ nha. Lên mã giúp em đồng hồ. Đồng hồ em tặng. Còn hồ ly này là 300. Tóc vàng, rất là nhiều tóc. Khung thì là khung bạc ha. Đó. 300. Hồ ly 300. Lên mã đồng hồ em tặng nha. Hello Nhung Quách. Rồi cái mã này Nhung Quách lên trước rồi mấy chị. Hey, Hello Kitty. Rồi tặng cái này cho Nhung Quách nha. Đây em lên lại cái dây bạc nè mấy chị. Cái này là bạc ha. Đây
Cái này cái kiểu nó giống như là cũng cổ điển nè, mặt nó khắc nè, ngôi sao, mặt trăng nè, hoa tuyết, cỏ bốn lá đó. Nói chung là rất rất là đẹp, mà cái kiểu của nó rất là lạ ha. Đây nó cổ điển, nó sao ta, lạ đó, nhưng mà nó kiểu nó lạ lạ. Bên trong là một viên opal nè, đẹp lắm mấy chị, viên opal này rất là đẹp ha. Thì không lấy ra được thôi, chứ nếu mà lấy ra được là em xí cái viên opal này rồi. Em thích opal lắm, mà viên này cái màu xanh nó đẹp lắm, là nó full dây bạc luôn, mặt bạc dây bạc hết luôn đó, 925 thôi mấy chị, rất là sáng. Cái này em đi đánh lại rồi, rất là sáng, rất là đẹp. Em bán cái dây này 500k nha, 500, vì cái viên opal nó cũng đã đắt rồi mấy chị, mà cái này là cả dây lẫn mặt luôn, nhiều bạc lắm, dây lẫn mặt luôn nhiều bạc, nên em để giá 500 nha, 500. À Nhung Quách ơi, hôm trước em hỏi cái nhẫn bạc kim đúng không? Chị có cái nhẫn bạc kim nè, em có lấy không? Tại vì ni tai của em đó, đây nó đính một hàng kim như vậy nè, 1 2 3 4 5 viên gì đó. Đây là hiệu 4C á, đây là nhẫn hiệu 4C nha. Nếu mà em lấy cái này thì em ok, đi lấy cái này thì em ok em chị. Đây hiệu 4C nè, cái tay chị đeo nó hơi hơi ôm, nói chung là đeo vô được nhưng mà nó ôm, là tay em vừa đó. Cái này là kim nha, bạc đính kim. Đây, để chị mở máy lên chích cái kim cho. Đây em có một cái nhẫn 4C nữa nè mấy chị. Đợt này em về cái lô nhẫn nó là hàng hiệu 4C. Đây hiệu này nè mấy chị. Cái nhẫn này cũng hiệu 4C. Thường 4C nó sẽ là đính kim hoặc là pha pha vàng mấy chị. Đây, mấy chị thấy ba viên này không? Đó, em nghi ba viên này cũng là ba viên kim, nhưng mà nó nhỏ em không có chích được. Nó đính vô trong cái nó chích vô, nó sẽ trúng vô cái bạc nè. Nó không có lên, nó sẽ kêu. Thành ra là không có chích được nha. Mà cái màu hồng này thì em nghĩ nó cũng là mạ và pha với vàng hồng nè. 4C nó hay pha vàng với kim đó. Này. Rồi. Em bán chiếc này 400. 400 nha, hiệu 4C mấy chị. Mấy cái nhẫn hiệu này nó rất là đắt, nhất là đính kim với pha vàng á. Chiếc đó là 400, em quên đo ni cho mấy chị. Ni của nó là khoảng 15-8, là giữa 15 với 16 đó. 15-8 mấy chị. Chiếc này em bán 400 nha, 400. Đây chích cái viên kim của Nhung Quách, có lấy cái này không nè? Không lấy cái này thì để chị lên giá nha. Nhưng mà mấy cái viên kim này nó đính đó, nó phải canh canh kỹ lắm mới chích nó lên nổi chị, nó hơi khó ha. Nó bốn cái chấu á, nhưng mà em bảo đảm với mấy chị cái hàng này là hàng kim nha. Không thấy đường chứ không được đó, nó là kim đó mấy chị. Trong chiếc này là kim, em bao cho mấy chị là kim. Chúng Quách không lấy thì lên mã nha, mấy chị nào lấy chiếc này thì lên mã giúp em là 500 nha, 500, 500 chiếc đó, 500. Đợt này em về là em về cả lô nhẫn 4C luôn nè, cho mấy chị xem cái lô nhẫn của em. Đây. Mười mấy chiếc, gần 20 chiếc á. Em chào chị Na Nguyễn.
Ni có 5 chấm mấy thôi, Ni nhỏ. Ủa nãy giờ chị hỏi em rồi, hôm bữa em dặn chị lấy chiếc này, hỏi nãy giờ à, em không thấy hả? Đây nè, nó 14 rưỡi, 14 rưỡi. Rồi em đợi xíu, vậy em lấy chiếc đó không? Em không lấy chiếc đó thì chị chốt cho cô Na Nguyễn nè. Tại em dặn trước thì chị lấy cho em xem đó. Em không lấy thì chị chốt cho cô Na Nguyễn. Đây. À, cô Na Nguyễn cái chiếc đó nó nhỏ lắm, cô mang không vừa đâu. Nó có 4 rưỡi thôi. Cô muốn lấy thì để con kiếm mấy chiếc ở đây cho cô nè. Dạ đúng rồi, chiếc đó có 4 rưỡi rồi cô ơi, nhỏ lắm. Rồi, đợi chị xíu, để chị dẹp cái này chị lên cái lưu nhẫn cho. Vậy là Nhung Quách lấy cái này nha, lấy cái này ok nha. Tại vì này nó nhỏ quá cô Na Nguyễn cũng không lấy đâu. Cô Na Nguyễn là phải 16. Đây. Để lên lưu nhẫn cho mấy chị xem luôn. Đó là nhẫn hiệu. Sáu rưỡi à, đúng rồi, tay cô 6 rưỡi, chiếc thứ hai hàng cuối từ phải qua, từ bên phải qua chiếc thứ hai là chiếc này. À, chị lấy mặt vuông bạc được không? À, chị Xuân Mai ơi, chị lấy cái nào chị? Chị lấy cái nào? Cái chiếc này á thì không không phải kim, chiếc này không phải kim đâu, nó chỉ là đá CZ thôi. Hàng 4C thì nó là đá đá nó rất là cao cấp, nó là đá xịn ha, bạc xịn, đá xịn. Hàng của nó thường là đính kim với lại vàng, pha vàng. Rồi chiếc này Nhung hỏi nè, đúng không? Chiếc này là 4C luôn nè em. Rồi hàng 4C hôm nay em sẽ bán là 400k, cái nào đính kim thì em bán 500. Còn nhỏ nhỏ thì em báo giá lại nha. Đó, chiếc này 400. Chiếc này 400 nha. 400. Chị nào lấy thì lên mã giúp em. Rồi mấy chị đợi em xíu nha. Đợi em xíu. 16.4 chiếc này nè. Cô Na Nguyễn vừa chiếc này nè cô ơi, 16 rưỡi nè. Cô có lấy chiếc này không? Rồi xong rồi, để từ từ con lên lại nha. Nói chung là cứ từ từ con lên lại. Đổ cả nước. Rồi rồi đợi em xíu. Nhiều khi nó ẩn bình luận á mấy chị. Mấy chị cái nào mà chưa chưa thấy em trả lời thì nhắn lại giúp em nha. Chị lấy mặt vuông bạc, phải mặt hồ lô không bạn bao nhiêu? Em chào chị Phụng Trần. Chị Phụng Trần hỏi cái mặt hồ lô nào chị? Hồ lô thì em có cái này. Tại nhiều nhiều cái chiếc nó đính kim mà nó nhỏ quá, con chích nó không lên cô ơi, nên con không có khẳng định là kim được. Nó là kim tấm nhỏ nhỏ thôi. Còn mấy chiếc hộp to to con chích lên nó thì không phải. Có mấy chiếc nó nhỏ con chích không được thì nó không không có. Dung Quách ơi, ni 4 à, ni 4 thì 4 rưỡi là chỉ có cái chiếc vừa rồi đó. À, tại vì chị biết cái tay em nhỏ không, chứ em có dặn thì chị để riêng cho em chiếc này nè. Nó là kim đó, nhỏ đó. Chiếc này là nhỏ nhất và đính kim nè. Đó, là chị để riêng cho em chiếc đó đó. Rồi cái này là mặt ngọc hồ lô. À, chị nào hỏi em nè, chị Phụng Trần. Chị Phụng Trần hỏi em mặt này đúng không? Cái này là trái bầu. Nó là cẩm thạch lên lý xanh rất là đẹp.
cái hoa và cái móc này là bằng vàng. Em có giấy vàng ha. Em làm cái móc này là vàng với công là 700 mấy á. Rồi cái hồ lô này em sẽ trừ cái tiền công ra, em bán cái hồ lô này chẳng 1 triệu nha. Đó, 1 triệu mốt á. Hôm nay em giảm còn 1 triệu. Chị nào lấy thì lên mã 1 triệu giúp em nha. 100 1000 1 triệu á. Lên mã 1 triệu giúp em. Nó là mặt vàng hồ lô. Cái hồ lô này nó cao. Rồi tính khóa đi rồi trừ hao ra nha mấy chị. Đây 40, nó là 41 em trừ hao ra ha. Còn 40 nè. Còn cái mình nó to là 17.4. Nó lên lý rất là đẹp ha mấy chị. Cái bình này á, nếu mà không có vàng là mấy chị mua cũng phải 500k rồi đó. Đó, 500k. Làm vàng lên nữa là 1 triệu mấy á. Mà em sale còn 1 triệu nha. 1 triệu. Chị nào lấy lên mã giùm em 1 triệu. Rồi chốt cái nhẫn này cho Nhung Bách nha. Ok, thank you em. Đó, nhẫn bạc đính kim. Cô Na Nguyễn đợi con xíu nha. Xong cái này rồi con tìm cái chiếc nhẫn nào hợp cho cô. Chị Xuân Mai ơi, mặt dây chuyền bạc. Lúc nãy chị hỏi em là cái mặt nào ta? Bây giờ để em nhớ coi cái mặt dây chuyền bạc. Có phải cái dây có viên opal lúc nãy em lên không? Đúng rồi, cái dây đó đâu rồi? Đây, em bỏ trên cái khay mà em quên. À, mặt opal này hả? À, chị Xuân Mai lấy mặt này đúng không? Chị lấy mặt này lên mã 300 giúp em nha. 300. Đây nè, em mở lát cho chị xem cái lửa của nó. Đó. Đẹp không? Rất là đẹp ha. Nói chung cái viên này nó nhỏ nhưng mà nó đặc biệt lắm. Khung nó là bạc nữa nên nó đẹp lắm. Rồi. Chị lấy này lên mã giúp em nha. Vậy lúc nãy chị có lên mã à, nó ẩn em không thấy. Ok ha chị. Đây, cái này đúng không? Rồi, cái này của chị Xuân Mai nè. 300. Cái này là em bán 400 á, hôm nay em sale còn 300 nè. Rồi, chị nào thích lên gì cần gì báo em. À, mặt này hả? Rồi, nếu mà chị lấy mặt này thì lên mã giúp em là 500 nha. Nguyên cái dây bạc này. Rồi. Nguyên một cái dây bạc với cái này thì là 500. 500. Cái này nó đi chung bộ không có tháo ra được nha chị. Cái khóa nó vướng lại cái khóa rồi không có tháo ra được đâu. Em tháo thử ra được không? Em thấy nó hơi nhỏ. Nhưng mà dây bạc, khóa bạc hết. Đây. Tới đây là nó đã vướng lại rồi. Không 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 qua không tháo ra được. Đó, em có hai cái mặt vuông thôi, một cái dây bạc lửng mặt thì lên mã 500 giúp em. Còn cái mặt opal thì lên mã cho em là 300. Đó, hai mã. Chị lấy mã nào lên mã giúp em cái đó. Đó, cái này thì 500 nè, có viên opal bên trong nè. Mấy chị biết sao không? Like mấy chị xem bên em á, nó bị chậm. Đấy, còn cái này 300. Đó, em có hai cái đó. Chị lấy cái nào lên mã giùm em nha. 300 hay 500 nha.
Rồi con đang lấy nhẫn cho cô Na Nguyễn nè, còn để con tìm cái nhẫn cho cô. Cái nhẫn này hạt nó to. Rồi, nó chỉ là đá đá xi dét thôi cô. Đá xi dét thôi. Rồi. Cái này đá xi dét thôi, hai chiếc này là nó khoảng vừa vừa tay cô nè. Một chiếc là 400 á. Con lấy chiếc tim hay chiếc tròn thì báo con nha. Để con tìm cho cô mấy cái vừa ni tay cô. Mà đính kim chắc không có đâu. Có mấy chiếc 15 này nè Nancy Dung ơi. Đó, chứ là chiếc này là đúng 10 16 rưỡi luôn đó. Con có ba kiểu đó là vừa tay cô á. Con này là 17 lần. Này gần 17. Em lên mấy cái mẫu nhẫn nha. Chị nào thích cái mẫu nào thì báo em lên nha. Báo em like kỹ cho mấy chị. Cái này 15 nè Dung ơi. Cái này 15 nè. Nhưng mà tay 15 là nhỏ nhất rồi. Ít khi mà hiếm khi có số 4, 4 rưỡi lắm. Nè, mấy cái này cũng là đá CZ thôi nè. 4C nó thấy lắm. Chung nó xịn sò lắm. Cái này thì nhỏ. Cái hạt đá nó nhỏ. Em chào chị Thủy Nguyễn. Chị hỏi cái sợi dây bạc 925 dài. Dài hiệu không em? Dạ không. Nhầm. Nó không có khắc hiệu chị ơi. Nó khắc 925 thôi. Nhưng mà nó là chung chung dây với cái này. Nó là chung bộ vì không có tháo ra được ha. Cái này giống như là hàng thiết kế riêng á. Không phải là hàng 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 hiệu hay là hàng ấy đâu. Hàng này em nghĩ là hàng thiết kế á. Hàng thiết kế. Ủa mà chị Xuân Mai em chưa thấy lên mã luôn á chị ơi. Bây giờ em không biết là chị lấy cái mã nào luôn á. Mã 500 hay mã 300. Chị lên giúp em cái mã với. Cái mã này là mã 500 nè. Còn mã này là mã 300. 500 thì có luôn cả sợi dây. Còn 300 thì mặc rời. Chị lên cái mã giúp em với. Rồi có chị nào mà thích đeo những cái kiểu những mà đây bạc mà độc lạ không? Đó, em có mấy chiếc như vậy, không đính đá không gì hết á, những trơn độc lạ gì thôi nè. Cái này thì hình trái nho. Còn ở đây là 4 chiếc nè. Chị nào thích những trơn độc lạ thì báo em lên cho mấy chị xem kỹ. À, vậy em lấy cái vuông này cho chị ha. Rồi ok chị, em chốt cái vuông này cho chị nha. Cái này nó độc lạ lắm đó chị. Cái này là hàng thiết kế riêng đó. Tại vì nó đi chung với cái dây mà cái dây không khắc hiệu gì hết. Nhưng mà cái mặt nó rất là độc lạ. Cái mặt nó rất là đẹp luôn. Thành ra là hàng này là hàng thiết kế riêng của một người nào đó thôi. Rồi, cảm ơn chị. Chị Thủy Nguyễn, chị thích hàng dây hiệu hả? Chị thích dây 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 bạc hiệu hả? Em có dây bạc hiệu nè. Đây. Hàng này là của Dior nè chị. Đó, của Dior nè. Nó là hình chai nước hoa. À, hết rồi cô, con lên hết rồi đó.
sau sau là còn mấy chiếc nhẫn trơn thôi, những chiếc nhẫn trơn không không có đính đá gì hết á. Đây để con lấy ra luôn nè. Mà để con đi kiếm mấy cái dây riêng hả chị? Dây riêng chị đợi em xíu. Cái này nó to, nó 17. Nè có chiếc này 16 rưỡi nè. Chiếc này 16. Chiếc đôi này 16 rưỡi. Đây, những cái trơn như vậy nè. Cô có thích những cái kiểu như vậy không? Đây nè. Còn mấy chiếc kia thì nó rộng. Rồi để em kiếm cái dây bạc riêng cho chị Thủy Nguyễn nha. Em có một dây một thôi à. Mà để kiếm coi nó nằm đâu rồi. Dài. Đây. Nó khắc 925 nè. Cái khóa nó là như vậy hay gì? Đây. Có phải là chị thích mấy cái dây gì không? Còn hiệu thì em không có. Em chỉ có dây bạc vậy thôi. Dài lắm, dây này chắc cũng phải 60 á. Dây này dài chắc tầm 60. Hôm nay em sale cái dây này cho mấy chị luôn đi. Em sale còn 450 cái dây này. Nó dài lắm mà dây bạc dày, bạc đúc luôn á. Nó nặng, nặng bạc lắm, nó dày. Em coi nó khoảng bao nhiêu đây. Đó, đúng rồi, cỡ 60 chị. Đó, dây này là 60 luôn nè. Nó rất là dày, nó nhiều bạc lắm. Dài 60, bạc dày. Chuẩn bạc chị, em bao chuẩn bạc cho chị. Đó, chị về cứ kiểm tra nếu không đúng bạc trả em. Em có một dây một thôi. Nên em bán đây nè. 925 nè. Rồi, bên đây cũng khắc 925 nè. Nó khắc hai bên chốt hai bên luôn chị. Đây, ở trong cái móc này nó cũng có khắc 925 nữa nè. Trong cái móc của cái khi mà chị bẻ ra thì chị thấy nè. À, em chào chị Bảo Như Trần. Đây chị. Bình nước hoa. Cái khóa đó nè. Sợi này em bán 500 nha, 500. 500. À, rồi, em chốt cái này 450 cho chị Thủy Nguyễn nha. Cho mấy cái dây bạc mà dày đẹp như vậy á thì ít khi nó dài. Nó dài lắm, này nó dài. À dạ rồi, em lấy cái dây Dior cho chị Bảo Như Trần. Chị Bảo Như Trần lấy hàng hiệu à? Đợi em xíu đi, em còn cái dây hiệu nữa nè. Em chốt cái này cho chị Thủy Nguyễn chứ. Hiệu nữa đâu rồi. Đâu rồi ta? Rồi để chút nữa em tìm coi. Thì khi em cấp lạc đâu rồi không thấy. Hay là bán mất rồi ta? Thì khi bán mất rồi. Đây em có sợi này nha mấy chị. 925 luôn nè, 925 luôn. Này, đó là dây bạc bi. Dây bạc bi ha. Đây, 925 nè. Ở phía trước nó là một cái mặt đá. Này giống như là đá tua á. Mặt đá nó là đá tua đó mấy chị. Rồi, sợi dây này em bán 350 nha, 350. Đó. Chị nào thích kiểu mà đơn giản á. Và sợi này ha. Này chắc là đá tua.
Nghe chút em chích lên coi nó lên được mấy bạn. 350 sợi này. Có chị nào thích mặt tóc vàng không? Đây nè. Đó, hôm qua em like có sợi tóc vàng kia, hôm nay em quên em còn sợi này, nhưng mà cái viên này nó nhỏ nha. Viên này thì nó không có trong như cái viên kia nhiều. Cái viên kia trong veo, còn viên này thì nó vậy. Đó. Nhưng mà khung nó là khung bạc. Nó khắc như vậy nè mấy chị, đẹp. Sao cái cam hôm nay nó mờ. Đây. Đẹp ha. Đó. Tóc nè. Đây 925 nè mấy chị. Đó, em xem sợi này còn 300 nha. 300. 300. Rồi, để em lấy sợi này cho chị bấm như chừng đi. Để thôi em quên. Em nhớ em còn một sợi dây hiệu nữa đâu rồi. Sợi này cũng hiệu nè. Nó là màu vàng hồng chị. Nó màu vàng hồng nha. Đây nè, hiệu này nè. Cái hiệu của Pháp á. Rồi em quên tên rồi, em không biết tên này. Ở trên cái khóa ở đây nó cũng có khắc nè. Mà nó dập nhẹ. Phải nhìn kỹ mới thấy được. Đây vàng hồng. Mặt của nó như vậy. Đó. Cái này cũng dễ thương nè. Cái này em bán 400 đi. 400. 400. Cái đó cũng là dây hiệu. Đi kiếm dây. Đây. Em có một cái dây thánh giá. Cái mặt nó là nó khắc hình trái tim như vậy nè mấy chị. Dễ thương ha. Mà dây của nó là đẹp, dây nó rất là đẹp. Nhưng mà cái dây này cũng không có tháo ra khỏi được cái trái tim. Nó ghi nè, 925 Italy. Cái này là bạc ý nè mấy chị, bạc ý. Bạc ý ha. Đây ở đây nó cũng có khắc nữa nè. Dây bi nó như vậy. Đẹp, cái sợi này em thích cái dây này lắm. Nhưng mà tại vì em không có đạo á, em không có đeo cái này được. Mà tháo ra thì không được. Đó. Nếu mà tháo ra được là em lấy cái dây bi này em đeo rồi. Bi này đẹp quá. Đó. Em sale cho mấy chị sợi này, hôm nay em sale luôn nha. Còn 300k luôn. 300. Lên mã thánh giá cho em nha, lên mã thánh giá. Đây nó có khắc 925 đây nữa nè. Lên mã thánh giá giúp em. Đẹp, sợi dây này đẹp. Thánh giá. Mấy chị cho em xin dấu chấm nha. Cho em xin dấu chấm. Rồi cái này em có bán sợi này cho mấy chị về chơi chơi được nè. Đây. Một cái sợi dây, cái này nó là Mỹ ký thôi. Nó không có khắc bạc, khắc gì hết. Em hít thử 500 thì nó cũng hít nhẹ nhẹ thôi. Cái này nó là hợp kim pha. Nhưng mà nó rất là mới, đẹp. Nó có cái hình lồng chim. Dễ thương ha, bên trong nó là một viên thạch anh đó mấy chị. Đó. Em bán sợi này 100 nè. 100 sợi này nha. Lên mã lồng chim cho em nha. Lồng chim 100. Cái lồng chim. Chị nào thích pha lê không? Em có một cái sợi pha lê full hộp nè. Sợi này nó có giấy của Nhật. Pha lê này là pha lê hiệu. Nó là pha lê cao cấp. Pha lê cao cấp đó mấy chị. Cái đồ ánh nó rất là đẹp ha. Nó ánh, rất là ánh luôn á. Nặng tay. Cái này nó nặng tay lắm. Còn đây là giấy bảo đảm của Nhật nè. Độ cứng của nó là ở mức 7 nè mấy chị. Độ cứng ở mức 7 nha. Cái full hộp luôn. Sợi này hôm nay em sale còn 300 nha. 300. Rất là đẹp mấy chị.
cái lấp lánh của nó khác với lại cái pha lê của mình ở đây đó. Mà pha lê của em thì cũng có mấy sợi, nói chung là mấy sợi này đây, sợi này cũng vậy nè, sợi này là cũng là dạng pha lê cao cấp luôn nè. Cái này nó chưa sử dụng luôn nè mấy chị, chưa sử dụng luôn, nó còn tem mạc chưa sử dụng, chưa bóc ra ha. Đây hai cái pha lê này nó giống nhau nè. Một sợi này thì nó rất là to, sợi này nó to hơn sợi này nhiều đó. Sợi to này thì em bán 400 ha, sợi này em bán 300, sale còn 300. Ui nó bị lắc. Ê, em còn một cái bún xê em để đây mà em quên nè. Hình như mạng em nó bị lắc không mấy chị? Em thấy máy phụ của em nó đứng nè. Nó bị mờ. Mấy chị thoát ra vô lại giúp em với. Rồi, sao mạng kỳ cục vậy? Hi 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 hi. Hình luôn rồi. Này, em quên, em có một cái chiếc nhẫn 4C nữa nè. Không không. Nó là hiệu Star mấy chị, hiệu Star ha. Lúc trước em có cái lắc với lại sợi dây em bán rồi. Cái hiệu này nè. Hôm hôm trước chị nào chốt em quên rồi, không thì để đó chị lấy một bộ cho nó đẹp. Mà cái này nó đẹp, cái này nó đẹp lắm. Để em coi nó đi mấy, nó 16,5 nè cô. Nam Nguyễn ơi, cô thích chiếc này không? Nó cũng là 16,5 nè cô, đẹp. Nó không đính kim nhưng mà cái kiểu nó rất là đẹp ha, cổ điển. Tay con nhỏ quá, đeo vô nó không đẹp xíu nào đó. Cô lấy chiếc này đi, con tính cô 400 luôn. Tại vì chiếc này nó to, nó dày bạc lắm. Cái này phải ít nhất cũng phải 2 chỉ á. Ít nhất là 2 chỉ á. Phải hơn 2 chỉ. Nó dày, nó to mà nó nặng nặng bạc lắm. Mà hàng hiệu nữa. Đó. Con bán cô chiếc này 400 này, nếu cô lấy thì lên mã giúp con. 400. Hello chị Taxi, hôm nay mạng của em nó bị gì rồi? À Dior hả? Dior em bán rồi. Cái Dior em bán rồi chị. Nhưng mà sau này em chung em sẽ về hàng hiệu nhiều nhiều mấy chị. Em sẽ về hàng hiệu nhiều nhiều ha. Cái lô nhẫn này của em cũng là hàng hiệu nè. Hiệu hiệu này nè mấy chị. 4C nè, nó ở Nhật thì rất nổi tiếng á. Nổi tiếng á. Đi nhỏ không có rồi Nhung ơi. À Dior bán rồi, Dior có khách chốt rồi. Hôm nay mạng nó hơi bị lắc mấy chị. Chắc em like khoảng nửa tiếng nữa em out nha. Nó là hột trắng không phải hột đen đâu cô ơi. Nó là hột trắng. Trắng chứ không phải đen. Trời ơi, hết pin, hết pin. Để nãy giờ không tắt. Đây cô, nó là đá CZ nha. Nó lên CZ. Đây, nó là hộp trắng, nó đính 1 2 3 4 5 hộp trắng. Nhưng mà con bảo đảm với cô là chiếc này nó rất là đẹp. Mang dáng nó rất là cổ điển á. Kiểu giống như nữ hoàng á. Mà nó vừa đi tay cô luôn nè. 16,5 nè.
ai trong hộp lớn lúc nãy hả? Rồi cô đợi con xíu. Nhung Quách ơi, không không có cô nói chiếc này hả? Chiếc này á là hộp thường thôi, nó là những bạc nhưng mà nó là hộp thường thôi cô. Cô đang định thay hộp nhưng mà đi nó 18 lần nè, 18 lần. Con định là để đi lấy cái hạt tốt của con thay vào mà chưa có đi thay được. Chung nhìn nó cũng đẹp lắm nhưng mà chích nó không lên, nhìn nó cũng y như sapphire thôi, không khác gì sapphire nhưng mà chích nó lại không lên. Định thay cái viên đá tốt vào chứ trong hộp con không 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 có hộp nào đen hết á. Điểm trơn không à, có một chiếc đó thôi mà tại nó không không có cái hộp, nó không có đẹp á, con không có lên. Ni nhỏ không có thôi Nhung ơi, ni mà nhỏ lắm là 15 thôi, nãy có đo chiếc nào là 15 á, cái này là 16 rưỡi. Chiếc này cũng đẹp nè cô Na Nguyễn, không có chiếc nào mà 10 đây nè, 15 nè. Đó, kiểu nó như vậy. Nếu mà lấy chiếc này mà xi kim lên mà gắn cái trái tim vô cũng ok nè, không cần làm nhẫn đâu, gắn cái trái tim mà em chốt á, gắn trái tim màu xanh vào xong rồi xi kim lên. Tại vì giống vậy cái thằng hiệu 4C này á là bạc pha vàng chứ không phải là bạc bạc nguyên chất đâu. Cái thằng hàng hiệu này nó là thường nó pha vàng vô á nên cái bạc của nó rất là đẹp, nó màu vàng vàng không à nè đó. Chứ nó không phải là màu trắng bạc của cái bạc ta của mình. Chiếc 6 rưỡi lúc nãy đây. Chúng ta con cũng hơi nhỏ, đeo vô nó không có ra dáng nhẫn. Đây nè, có một cái dây này cũng của 4C nè, mà cái này thì chưa có đi đánh sáng lại, cái màu của nó không có được sáng lắm. Đây nè, 4C nè. Viên này là viên kim. Viên kim. Chị nào lấy sợi này em để 400 nha, 400 cái sợi dây đính kim nè. Bạc hiệu. Dây chuyền bạc hiệu 4C đính một viên kim 400k. Dạ đúng rồi cô, hiệu 4C á. Cái lô nhẫn này nó là hiệu 4C không à, nó lọt vô một chiếc hiệu Star đó. Chị nào mà có sử dụng hiệu này rồi mấy chị sẽ biết bạc của nó cực kỳ tốt ha. Nó thường là pha vàng nè. Đây 4C nè cô, pha vàng với đính kim. Dạ rồi, thì con để chiếc này cho cô. Với lại cái kiểu này con thấy nó cũng xinh nè, nó làm lượng đẹp. Rồi cái này là viên kim nè mấy chị. Đây cái này là viên kim nè. Em bán sợi này 400 nha. Rồi, chốt cái nhẫn này cho cô Na nè. Cô Na Nguyễn. Mai cô nhắc cho con lấy cái cham cho cô nha cô. Mai con chốt đơn á, cô nhớ nhắc con lấy cái cham nha.
sợ không quên. Rồi cái hiệu này là hiệu Avon nè. Sợ này là hiệu Avon nè. Sợ này em bán 300 nha, 300. Đây. Hiệu Avon nè. Avon này là 300. Móc vô. Đây. Avon 300. Avon. Còn gì nữa? Đơn gì nữa đây? Cái này 100k nha mấy chị. Cái này thì nó là hàng Mỹ ký nhưng mà nó rất là đẹp. Cái viên đá nè, cực kỳ xinh luôn. Đẹp lắm. Tại vì nó không có khắc nên em sẽ tính vào nó là Mỹ ký thôi, chứ không có đi test là nó là bạc hay là gì hết. Nhưng mà thường nhiều cái không phải bạc à, không cái gì đó. Bạc mà nó cũng không khắc nha. Không, cái này nó hơi hít. Nó hít cái móc khóa rồi. Móc khóa thì nó hết nè, còn dây nó không hết. Đó, em bán 100k. Lên mã tim cho em nha. Tim 100. Tim 100. Mấy chị ơi, có thích cái Tasaki không? Em Tasaki. Giờ chả biết lên gì. Cô mày hàng lấy cái này hả? Ờ ok cô. Dạ không chị, em không có những bạc nam. Em hết rồi. Chút có mà hết rồi. Cô mày hàng xin nhập những bạc nam thì nó ít hơn những bạc nữ. Các chị nhớ bấm theo dõi fanpage giúp em nha. Ngày em like thông báo mấy chị lên xem chung với em. À, đầu like em có cái chiếc nhẫn của hiệu hiệu này nè, tên gì đọc sao quên mất tiêu rồi. Select and K à. Đó. Nó là vàng hồng size S. À quên đo size. Chắc là 16. Quên đo size cho Nhung coi. 16, 16 2. Đây chiếc này 200k nha mấy chị. 200. Ở đây thì nó có khắc chữ S nè. Đó. Nó là vàng hồng. Full hộp 200. À dạ, rồi chốt tím cho y là. Cái cài áo này em bán 180 nha, 180. Nó là cài áo và mặt dây. Có 3 viên chai Akuya khắc silver nè. 180. 180. Cái này em bán 400 nha mấy chị, 400k nha. Đó là ngọc cổ. Rất là đẹp, lên lý xanh đẹp lắm. Hình hai con uyên ương nè. Ở đây là vàng, vàng 10k nha. Vàng 10k em phổ rồi, có giấy phổ. Đó. Về cái này mấy chị tận dụng làm mặt dây nè. Đó, là mặt dây đẹp lắm. Còn không thì mình sẽ làm lại cái móc để làm cái gì đó. Cái cài áo. Thank you.
Chị nào thích titan không? Em sale cái bộ titan này cho mấy chị nè. Đây là một cái lắc đôi. Cái này về đánh bóng là sáng sáng bừng lại luôn mấy chị. Cái này em chưa có làm sáng. Đây. Nó có khắc hiệu hiệu ha. Rồi nó có khắc titan ở đây nè. Cái này là cái lắc chân. Cái lắc chân thì nó có một cái trái tim vàng K18. Chị nào lấy bộ này em bán 400k nè, 400 nha. 400. Nó ở đây có trái tim vàng nè. 400. Nhưng mà titan thì mấy chị mang nó bền suốt đời luôn, không có gây kích ứng da. Mấy chị lấy thì để mai em đi đánh bóng lại cho. Nhưng mà nhìn hàng mới thì nó hấp dẫn hơn. Vậy em quên cái này. Không nhớ. Còn cái này là em đi đánh lại rồi nè. Rất là sáng, rất là bóng mới luôn. Nó có 5 viên, có 4 viên đá, 5 viên đá, đá này đá gì á? Đá mặt trăng quá, đá mặt trăng á. Nó ánh đẹp ghê không? Đây nè. 350 lắc này nha mấy chị. Em bán 350. 350. Bóng không? Đẹp. Cái này cũng phải 4-5 chỉ bạc á. Nặng 350. Mấy chị có thích em lên đá nữa không? Em lên khoảng 20 phút nữa em xuống live. 12 giờ em xuống live nha. Nhiều khi em like, em mê em like mà em không coi đồng hồ luôn á. Coi like nhiều khi tới 1 giờ mấy sáng. Em canh giờ chút em xuống live. Này Oban nè mấy chị. Oban nè. Viên này to ha. Viên này em bán 800. 800k. Còn đây là topaz nè. Cái này làm những nam đẹp lắm mấy chị, làm những nam đẹp lắm á. Chiều dài nó là 13 nè. Chiều ngang nó là 8,9, coi như 9 rồi đó. Chiều dài nó là 6,15. Đây là topaz tự nhiên em ra sổ luôn nha, ra sổ kiểm định rồi. Nó là hàng tự nhiên. Cái viên này thì em bán 1 triệu. Viên này em bán 1 triệu nha, 1 triệu. Viên nhỏ hơn là 800. Mấy chị nào thích đá thì báo em. Những viên này là em bán 800 nè. Cái viên này y chang sapphire luôn nè mấy chị, không khác gì sapphire nha. Đây. Đẹp không? Hàng đá tự nhiên nhà em nó đặc biệt là em lên vỉ luôn cho mấy chị yên tâm, không có lăn tăn là đá thật đá giả. Mà em kiểm định cái thằng này là thằng này là trung tâm nổi tiếng về đá quý mà. Đây, rất là đẹp mấy chị. Cái này mà lên một cái nhẫn là nhìn mê luôn. Y như sapphire luôn, không khác gì sapphire hết á. Thằng này thì nhạt hơn. Viên này thì nhạt hơn ha. Còn viên đậm là y chang sapphire luôn á. Lúc đầu em nhìn em tưởng là sapphire nha. Nhưng mà khi mà kiểm định thì nó ra topaz. Rồi. Viên nhỏ này em bán 500 nè. Đó, em sale cho mấy chị 500. Là em không có tính tiền kiểm định đó mấy chị, em đang sale đó, không có tính tiền kiểm định đó. Tại vì nếu mà tính tiền kiểm định là nó phải đôn lên phải 700k đó. Nhưng mà em đang sale cho mấy chị những cái mặt hàng này em không có tính phí kiểm định vào. Viên này thì 1,2 triệu ha, viên này 1,2 triệu. Đẹp.
Rồi, mấy chị có yêu cầu em lên mặt hàng gì nữa không? Không thì em xuống like quá. Để mai em chốt hàng em đi đơn. Rồi thứ thứ em sẽ ốp vào thứ năm, thứ sáu, thứ bảy em về sớm tối em like. Mai em đi 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 đơn hết cho mấy chị. Thành ra mấy chị nào mà cần hàng gấp hay là gì thì mai mai nhớ inbox em chuyển khoản cho em để em đi hàng sớm nha. Chứ để thứ năm em không có ở nhà, thứ năm thứ sáu em không có ở nhà đâu. Em cho mấy đứa nhỏ đi chơi hè. Hai tay nó vô học rồi. Rồi, vậy em xin xuống like nha mấy chị. Em xin mấy chị cảm ơn mấy chị là đã theo dõi like em hôm nay. Rồi, em đi chơi về thứ bảy em like tiếp. Cảm ơn các chị rất rất là nhiều. Em chúc các chị ngủ ngon nha. Em bye bye các chị.